ngắm nhìn thành phố Bạc Liêu, một trong những thành phố nổi tiếng với một thời với những giai thoại rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là một thời là Bạc Liêu nổi tiếng với công tử Bạc Liêu, mà lát nữa thì mình sẽ giới thiệu sau quý vị. Quý vị đang thấy đây là chính là tòa nhà cao nhất của thành phố Bạc Liêu. Bên cạnh đó là khu vực trung tâm. Liêu còn nổi tiếng với những cái điệu hát của phương Nam, đó là đờn ca tài tử, nên quý vị sẽ nhìn thấy ở đằng quảng trường chính người ta có để hình ảnh của những cây đàn cổ và hình ảnh của chiếc nón lá miền Nam. Sau đây là khu vực chợ mới Bạc Liêu, quý vị đang nhìn thấy. Quý vị đang nhìn thấy cận cảnh hơn cái khu vực chợ mới của Bạc Liêu. Trong thời đại phát triển của Bạc Liêu thì hiện tại Bạc Liêu cũng là một trong những thành phát triển về phong điện. Điểm tham quan về tâm linh đó là mẹ Nam Hải và nhà thờ Tắc Sậy với hình ảnh của cha Trương Bửu Diệt.